Cô Hứa chào các con, cô rất là vui được gặp lại các con trong tiết học ngày hôm nay. Và trong tiết học ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học bài gì? Thì nào, bây giờ các con hãy cùng quan sát lên màn hình nhé. Và trong tiết tập đọc ngày hôm nay, cô Phước muốn giới thiệu đến các con đấy chính là bài Cửa Sông, một sáng tác của nhà thơ Quang Huy. Đây là một bài thơ có rất nhiều hình ảnh đẹp, lời thơ giản dị nhưng giàu ý nghĩa. Và qua bài thơ này, nhà thơ Quang Huy muốn nói với các con một điều rất là quan trọng. Và điều đó là điều gì các con có muốn biết không? À, vậy thì bây giờ cô và các con hãy cùng tìm hiểu bài thơ này nhé. Nào, các con hãy cùng mở sách giáo khoa tiếng Việt 5 tập 2 trang 74, 75 và cùng lắng nghe cô đọc bài thơ này nhé. Cửa sông, trích. Là cửa nhưng không then khóa, cũng không khép lại bao giờ. Mênh mông một vùng sóng nước, mở ra bao nỗi đợi chờ. Nơi những dòng sông cần mẫn, gửi lại phù sa bãi bồi. Để nước ngọt ùa ra biển, sau cuộc hành trình xa xôi. Nơi biển tìm về với đất, bằng con sóng nhớ bạc đầu. Chất muối hòa trong vị ngọt, thành vùng nước lợ nông sâu, nơi cá đối vào đẻ trứng, nơi tôm rảo đến bú càng, cần câu uốn cong lưỡi sóng, thuyền ai lấp lóa đêm trăng, nơi con tàu chào mặt đất, còi ngân lên khúc dã từ, cửa sông tiễn người ra biển, mây trắng lành như phong thư. Dù giáp mặt cùng biển rộng, cửa sông chẳng dứt cội nguồn, lá xanh mỗi lần trôi xuống, bỗng nhớ một vùng núi non, Quang Huy. Trong bài thơ này, các con lưu ý cho cô, cửa sông là nơi sông chảy ra biển, hồ hoặc một dòng sông khác. Bãi bồi là khoảng đất, bồi ven sông, ven biển. Trên màn hình đấy chính là hình ảnh của bãi bồi đấy các con ạ. À. Sóng bắt đầu, các con có hiểu sóng bắt đầu là gì không? À, sóng bắt đầu đấy chính là một con sóng lớn, ngọn sóng có bọt tung trắng xóa. Đây là hình ảnh của sóng bắt đầu đấy các con. Cá hồi là loài cá sống chủ yếu ở môi trường nước mặn hay nước lợ. Tôm rảo là một loại tôm sống ở vùng nước lợ, thân nhỏ và dài. Nước ngọt là nước không bị nhiễm mặn. Nước lợ là nước pha trộn giữa nước ngọt và nước mặn, thường có ở vùng cửa sông giáp biển. Đấy các con ạ. À. Trong bài thơ này, các con hãy cho cô biết bài thơ gồm có mấy khổ thơ nào? À, rất là dễ dàng nhận biết phải không các con? Bài thơ này gồm có 6 khổ thơ, mỗi khổ thơ được kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và cách nhau bởi một dòng đấy các con. Trong bài thơ, cô thấy có một số từ khó các con cần luyện đọc đúng như từ then khóa. Nào, các con đọc theo cô nào. Then khóa. Mênh mông. Mênh mông. Nước lợ. Nước lợ. Cần mẫn. Cần mẫn. Tôm rảo. Tôm rảo. Lấp lóa. Lấp lóa. Nào các con đọc lại các từ này cùng cô một lần nữa nhé. Then khóa. Mênh mông. Nước lợ. Cần mẫn. Tôm rảo. Lấp lóa. Và bên cạnh luyện đọc đúng những từ nêu trên, các con cần lưu ý giọng đọc bài này các con sẽ đọc với giọng nhẹ nhàng, tha thiết, giàu tình cảm và nhấn mạnh những từ ngữ gợi tả, gợi cảm, ngắt giọng tự nhiên giữa các dòng thơ để gây ấn tượng nhé các con. Và bên trên màn hình đây chính là 2 khổ thơ cô đã tô màu ở những từ gợi tả, gợi cảm. Nào, bây giờ các con hãy cùng lắng nghe cô đọc mẫu đoạn thơ này nhé. Nơi cá đối vào đẻ trứng, nơi tôm rảo đến bú càng, cần câu uốn cong lưỡi sóng, thuyền ai lấp lóa đêm trăng. Nơi con tàu chào mặt đất, còi ngân lên khúc dã từ, cửa sông tiễn người ra biển, mây trắng lành như phong thư. Nào, bây giờ các con hãy cùng lắng nghe cô đọc bài thơ này lại một lần nữa nhé. Cửa sông. Là cửa nhưng không then khóa, cũng không khép lại bao giờ.
Mênh mông một vùng sóng nước, mở ra bao nỗi đợi chờ, nơi những dòng sông cần mẫn gửi lại phù sa bãi bồi, để nước ngọt ùa ra biển sau cuộc hành trình xa xôi, nơi biển tìm về với đất bằng con sóng nhớ bạc đầu, chất muối hòa trong vị ngọt thành vùng nước lợ nông sâu, nơi cá đối vào đẻ trứng, nơi tôm rảo đến bến cạn, cần câu uốn cong lưỡi sóng, thuyền ai lấp ló đêm trăng, nơi con tàu chào mặt đất, còi ngân lên khúc giã từ, cửa sông tiễn người ra biển, mây trắng lành như phong thư. Dù giáp mặt cùng biển rộng, cửa sông chẳng dứt cội nguồn, lá xanh mỗi lần trôi xuống, bỗng nhớ một vùng núi non. Quang Huy. Như vậy là cô Phước vừa hướng dẫn các con phần luyện đọc rồi phải không nào? Và để hiểu sâu hơn về nội dung bài học ngày hôm nay thì nào, bây giờ các con hãy cùng thực hành bộ câu hỏi bên dưới của cô nhé. Và trong quá trình làm bài có điều gì thắc mắc các con hãy liên hệ với cô. Cô Phước chào các con và cô chúc các con học tốt.